tại sao hoàng đế nhà Thanh ra lệnh xóa sổ cây xanh trong trung tâm Tử Cấm Thành. Thứ nhất, theo các chuyên gia sử học, sở dĩ khu vực này trong Tử Cấm Thành không có cây xanh là để đảm bảo an toàn cho hoàng đế sau một vụ mưu sát. Nguyên nhân thứ hai, sở dĩ cây cối không được trồng ở khu vực này để phòng ngừa hỏa hoạn. Bởi nhiều tòa nhà trong Tử Cấm Thành được xây dựng chủ yếu bằng gỗ nên khi xảy ra hỏa hoạn rất dễ cháy lan. Mặt khác, sau khi chặt toàn bộ cây xanh, khung cảnh ở khu vực trung tâm của Tử Cấm Thành dường như làm nổi bật sự uy nghiêm của hoàng đế. Nguyên nhân thứ ba khiến cây xanh không được trồng ở ba đại điện Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa là do yếu tố ngũ hành trong phong thủy. Ba tòa đại điện này thuộc mệnh thổ, còn cây thuộc mệnh mộc. Trong ngũ hành, mộc khắc với thổ có thể đem lại vận xấu, do đó cây cối không được trồng ở khu vực này.